Xin kính chào quý vị và các bạn đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về chiến sự thế giới trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Phân tích của cơ quan tình báo Đức mới đây chỉ ra rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn với phương Tây, thể hiện qua việc tổ chức lại quân đội Nga, chuyển quân và triển khai tên lửa ở phía Tây đất nước cũng như việc mở rộng sản xuất vũ khí của Nga. Theo một báo cáo bí mật, Điều này có thể khiến Nga tăng gấp đôi sức mạnh quân sự của mình trong 5 năm tới so với hiện tại, đặc biệt là về vũ khí thông thường. Báo cáo được Business Insider trích dẫn cho biết, không còn có thể loại trừ khả năng Nga sẽ tấn công ít nhất một phần lãnh thổ NATO từ năm 2026 trở đi, chẳng hạn như các nước ở Baltic hoặc Phần Lan. Báo cáo nhấn mạnh rằng các cơ quan của Đức vẫn chưa công khai những tuyên bố cụ thể như vậy. Business Insider cho biết, trụ sở NATO cũng chia sẻ mối lo ngại về khả năng quân sự ngày càng tăng của Nga và sự đối đầu tiếp theo, nhưng không nhất thiết coi nó dẫn đến chiến tranh. Mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây xấu đi nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Putin thường cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, nhưng khẳng định bản thân chưa bao giờ cảm thấy cần phải sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine. Theo Reuters, khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng trước rằng Paris không loại trừ khả năng điều quân đến Ukraine trong tương lai, cũng như khả năng xảy ra xung đột giữa Nga, NATO, ông Putin nhấn mạnh mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Lãnh đạo Điện Kremlin đương nhiệm nói với các phóng viên sáng ngày 18 tháng 3 sau khi giành chiến thắng vang rộ nhất từ trước đến nay trong bầu cử Tổng thống Nga. Mọi người đều thấy rõ, viễn cảnh đó chỉ còn một bước nữa là dẫn tới thế chiến thứ ba toàn diện. Tôi nghĩ hầu như không ai muốn điều này. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý quân NATO đã có mặt ở Ukraine và các lực lượng Nga đã thu được bằng chứng về các cuộc trao đổi cả bằng tiếng Anh và tiếng Pháp trên tiền tuyến. Ông bày tỏ, không có gì tốt đẹp trong việc này, trước hết là đối với họ, bởi vì họ đang thiệt mạng ở đó với số lượng lớn. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện giữa NATO và Nga bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Nhưng mọi người đều biết rằng, từ xung đột Nga-NATO đến thế chiến 3 rất gần, song không phải ai cũng quan tâm. Theo quan điểm của ông Putin, việc đưa lực lượng quân sự đến hỗ trợ huấn luyện cho Ukraine cũng không khác nhiều so với những gì mà các lính quân sự tư nhân nước ngoài đang làm ở đây. Nga cảnh báo, phương Tây triển khai quân ở Ukraine chỉ khiến xung đột gia tăng và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân. Trong bài phát biểu tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, một người ủng hộ Israel nhiều năm qua và là quan chức dân cử cấp cao nhất của người Do Thái ở Mỹ, kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel và cho rằng ông Netanyahu là trở ngại cho hòa bình. Đáp trả lời phát biểu của ông Schumer, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với CNN: "Tôi nghĩ những gì ông ấy nói là hoàn toàn không phù hợp, thật không phù hợp khi đến một nền dân chủ chị em và tìm cách thay thế ban lãnh đạo được bầu ở đó." Bài phát biểu của ông Schumer cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn ở Washington đối với Thủ tướng Netanyahu về cách ông xử lý cuộc xung đột với lực lượng Hamas và không làm nhiều hơn để bảo vệ thường dân Palestine ở giải Gaza. Ông Schumer cho rằng sẽ là sai lầm nghiêm trọng đối với Israel nếu từ chối giải pháp hai nhà nước và kêu gọi các bên đàm phán làm mọi thứ có thể để đạt được lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa thêm hàng viện trợ vào giải Gaza. Bài phát biểu của ông Schumer cũng phần nào phản ánh sự không hài lòng từ Mỹ với cách Israel giải quyết tình hình ở Gaza, không tăng cường bảo vệ dân thường Palestine hay không cho phép thêm hàng viện trợ vào giải đất. Mỹ cũng đối mặt sự chỉ trích ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế về hỗ trợ Israel. Tổng thống Joe Biden nói, bình luận của ông Schumer phản ánh các lo ngại của nhiều người dân Mỹ và gọi đây là bài phát biểu hay phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết, ông Biden tin rằng quyết định có tổ chức bầu cử hay không và vào khi nào tùy thuộc người dân và chính phủ Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố, Quân đội Israel quyết tâm thực hiện chiến dịch ở Rafah bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế để đạt các mục tiêu như loại bỏ Hamas, giải cứu con tin và đảm bảo Gaza không còn tạo ra mối đe dọa. Hàng loạt đồng minh của Israel nhiều lần kêu gọi ông Netanyahu không tấn công Rafah nếu chưa có kế hoạch bảo vệ dân thường. Thủ tướng Israel nói nước này sẽ không để dân thường bị mắc kẹt ở Rafah khi bắt đầu tấn công. Ở diễn biến khác trước đó, hàng nghìn người dân Israel đã đổ xuống đường biểu tình khắp các thành phố lớn nhất đất nước này, bao gồm thủ đô Tel Aviv và thành phố Jerusalem. Tại Tel Aviv, các đoàn biểu tình dương cao khẩu hiệu đòi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Nhiều đối tượng quá khích còn phóng hỏa và xô sát với lực lượng an ninh trong thành phố. Hãng tin CNN cho biết có cả quan chức quốc hội nước này tham gia vào dòng người biểu tình phản đối chính phủ. Theo al Jazeera, một bộ phận người Israel bày tỏ bất mãn về hành động của chính phủ trong cuộc xung đột cũng như cam kết trước vấn đề giải cứu con tin đang mắc kẹt ở giải Gaza. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga có tên viết tắt là CEC đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hãng TASS dẫn dữ liệu cập nhật mới nhất cho biết, sau khoảng 50% số phiếu được kiểm, Đương kim tổng thống Vladimir Putin dẫn đầu với 87,34% số phiếu. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa. Tổng thống Putin ngay sau đó đã cảm ơn người dân Nga vì đã bỏ phiếu và ủng hộ ông. Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình, ông Putin cho biết, tất cả chúng ta đều cùng một đội ngũ. Ông nhấn mạnh, nguồn sức mạnh của đất nước là nhân dân Nga, ý chí chung của người dân cả nước được hình thành từ tiếng nói của mỗi người dân. Ông Putin nói, kết quả bầu cử cho thấy người dân Nga tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông và rằng chiến thắng này sẽ cho phép xã hội Nga được củng cố trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Putin nói, chiến thắng của ông sẽ cho phép Nga củng cố xã hội và cho thấy nước Nga đã đúng khi chọn con đường hiện tại. Chủ nhân điện Kremlin khẳng định, mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng nước Nga sẽ vượt qua nếu có thể duy trì sự đoàn kết ông nói bất kể ai tìm cách đe dọa đàn áp ý chí của chúng ta bằng bất cứ cách nào họ sẽ thất bại kể cả là ở hiện tại hay trong tương lai đồng thời cảm ơn sự tin tưởng bằng người dân nga và cam kết sẽ cố gắng hết mình để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đất nước và đạt được những mục tiêu mà nga xem là ưu tiên cao nhất ông putin cũng dành lời cảm ơn cho những người lính tham gia xung đột tại ukraine ông tuyên bố ông sẽ làm mọi việc có thể để hoàn tất kế hoạch quân sự ở ukraine ông cho biết quân đội Nga đang tiến công mỗi ngày và giành thế chủ động trên tiền tuyến Ukraine. Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất cũng đã chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin vì chiến thắng huy hoàng của ông trong cuộc bầu cử này. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Nga ca ngợi sự ủng hộ to lớn dành cho Tổng thống Putin. Trái lại, một số nước phương Tây như Mỹ, Đức, anh Ba Lan đã ra tuyên bố về cuộc bầu cử tổng thống Nga, nhưng nhìn chung theo hướng chỉ trích, chủ tịch hội đồng châu Âu Charlie Michel đã chúc mừng ông Putin một cách mỉa mai về chiến thắng vang dội từ ngày đầu tiên bỏ phiếu hôm 15 tháng 3. Ngày 17 tháng 3, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC cập nhật tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này năm nay. Thời gian gần đây, Ukraine đã liên tục bắn rơi các chiến đấu cơ của Nga. Tỷ lệ này có vẻ đang gia tăng hơn so với tháng 2. Theo các chuyên gia, thành công gần đây của Ukraine có lẽ là do sự thay đổi chiến thuật của Moscow, được triển khai nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev. Ông Justin Brown, chuyên gia về Nga và chiến tranh trên không tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, RUSI nghiên cứu về an ninh và quốc phòng, nói rằng các chiến đấu cơ của Nga đã không còn được triển khai gần chiến tuyến kể từ tháng 5 năm 2023, sau khi hai tiêm kích và hai trực thăng của nước này bị bắn rơi. Khoảng cách đó đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn. Giới phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho rằng, máy bay Nga dường như đang mang nhiều bom lượn hơn để tạo ra khoảng cách xa hơn, nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Brand, sự thay đổi chiến thuật trên của Nga có lẽ giải thích vì sao Ukraine dường như bắn hạ được nhiều máy bay hơn, dù ông nhấn mạnh rằng không phải tất cả vụ bắn hạ máy bay gần đây đều được phía Moscow xác nhận để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định đòi hỏi phải bay ở độ cao và vận tốc rất lớn. Điều này đồng nghĩa các chiến đấu cơ của nga phải bay cao hơn, từ đó giúp ukraine có thêm thời gian để phát hiện và nhắm mục tiêu vào chúng. chuyên gia Bran nói. Ông Bran nhấn mạnh điều này sẽ giúp ukraine có thêm thời gian để đánh chặn khi các chiến đấu cơ của nga bay ở độ cao lớn hơn. Còn theo Matthias Eken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn RAND, mặc dù Ukraine có những thành công gần đây, nhưng điều này rất khó có thể thay đổi cục diện xung đột. Theo chuyên gia Eken, những suy đoán cho rằng Nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của nước này dường như vô căn cứ. Bom lượn được cho là loại vũ khí khó ngăn chặn và giá thành sản xuất rẻ. Chuyên gia Eken cho biết, có vẻ như Nga sẽ không sớm cạn kiệt bom lượn, mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại bom lượn. Cùng với việc kho tên lửa của Ukraine đang cạn kiệt, nếu số lượng tên lửa giảm xuống mức quá thấp, lực lượng không quân Nga có thể hoạt động tự do hơn và gây ra hậu quả lớn cho Kiev. Bản thân các chỉ huy Ukraine cũng phải thừa nhận sức công phá rất cao của loại bom lượn của Nga. Dmitry Rykovy, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết, bom lượn của Nga có khả năng phá hủy hoàn toàn các ngôi nhà và các công trình được sử dụng làm công sự phòng thủ. Một binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công hoạt động gần thị trấn chiến lược Abdiivka chia sẻ, những quả bom này phá hủy hoàn toàn bất kỳ vị trí nào. Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản là biến thành một cái hố sau khi quả bom xuất hiện. Nga được cho là đã tăng đáng kể tần suất sử dụng những quả bom này nhằm vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là quanh ABFK. Và đến đây thì những cập nhật mới nhất về những diễn biến chiến sự thế giới xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.